Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã có những chú ý khi mà chúng ta sử dụng thằng stay rồi đúng không? Cũng hiểu gọi là đâu đấy về thằng stay rồi thì trong video này của chúng ta chúng ta sẽ so sánh giữa stay less và stay full nhá. Còn nó là cái gì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. À, thì thực ra thì cái stay less, stay full ấy thì thực ra thì nó có một cái tên khác gọi là function component và cái thứ hai nó gọi là class component à, thì nó như vậy thì nó như nào thì đây mình cố tình mình đã tạo ra từ trước rồi thì cái thằng f này của chúng ta nó được gọi là một cái class common các bạn thấy không một class component và thằng animal này thì nó được gọi là một cái function của component đúng nhỉ chúng ta đã nói trong những cái video những video đầu tiên rồi đúng không <laughs> đấy và đây là một trong những cái câu hỏi ấy mà rất nhiều bạn khi mà bắt đầu học thằng react này các bạn gặp phải thằng này thì đều đặt ra cái câu hỏi đó là sự khác biệt giữa hai thằng này là cái gì và tại sao chúng ta phải, phải 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 là phải có hai cái này để làm gì mà trong khi tại sao không để hẳn một cái đi có phải là nó đồng nhất không đúng không đấy thì ok thì ra chúng ta sẽ tìm hiểu nó nhé thì đầu tiên là cái sự khác biệt của nó trước đã mình sẽ nói về cái sự khác biệt của nó trước và sau đấy thì mình sẽ phân tích thì đầu tiên đấy là sự khác biệt đầu tiên của chúng ta đấy là class component thì chúng ta thấy rằng là khác biệt đầu tiên class component thì nó sẽ có một cái class và tên của component và nó sẽ kế thừa thằng component này để cho nhá rồi còn cái thứ hai đó là function component thì của nó nó chỉ là một cái function rất là bình thường thôi đây nó tạo ra một cái function arrow uh, arrow function để cho đấy và nó tạo ra một cái component và export dưới dạng một cái tên đấy, đấy là sự khác biệt đầu tiên để cho nhá rồi thì bây giờ cái sự khác biệt nhiều nhất của nó là cái gì thì ở đây mình có một cái bài viết cực kỳ hay và mình thấy rất chuẩn để cho nhá mà ở đây thì mình sẽ cùng tìm hiểu với mọi người ở đây, để nhớ, à, tắt mấy cái video này đi. ở đây mình đang uh, search mấy cái uh, lỗi ở trên nhóm cho mọi người. rồi, thì đây, uh, ở đây họ cũng viết đây, đây chính là class common, class component được người ta được gọi là stay full, để nhỉ và function thì thì được gọi là stay led, tức nghĩa là uh, uh, hai cái tên này đã nói ra cái sự khác biệt đầu tiên rồi, <laughs> là sao? một component được gọi là stay full thì chứng tỏ là chúng ta sử dụng được stay một cách bình thường ok thế bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thằng vai rùa code đấy chưa stay full đây đây chính là một stay full và chúng ta sử dụng thằng stay được đấy chưa nhỉ Thấy và thằng uh, function component này thì lại được gọi là stay led tức có nghĩa là sao tức nghĩa là tôi không dùng được stay ở trong cái component này của tôi được chưa nhỉ đấy là cái sự khác biệt thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý dựa ngay vào đúng cái tên thôi được do rồi ok bây giờ chúng ta đi xem là cái người viết này người ta sẽ nói cái gì thì đây này Uh, hầu hết tất cả các cái React Developer thường hỏi một cái câu hỏi đó là sự khác biệt giữa uh, khi mà tôi sử dụng uh, khi mà tôi sử dụng cái thằng uh, uh, class common và sử dụng thằng uh, function common chính là style đấy được chưa nhỉ? thì uh, điều đầu tiên mà cái người viết này người ta khẳng định luôn này thì đấy là cái thằng function common này nó là một cái đối tượng nó là một đối tượng function bình thường tức nghĩa là sao là một đối tượng thuần của thằng JS đấy chứ nó không liên quan gì đến thằng React cả được và nó sẽ làm công việc là nó lấy cái props và quay thằng props đấy là một cái argument, tức nghĩa chính là một cái parameter argument này Và nó sẽ trả về một cái react element. Đấy thì đấy chúng ta quay trở lại thằng vai rồi code chúng ta đây. Các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ nhận là một cái function arrow như bình thường của thằng JavaScript và nó sẽ nhận cái đối số param của nó chính là thằng props, được nhỉ. Và sau đấy ở dưới này thì nó sẽ trả về cho mình là các cái element, để chưa nhỉ? Nice, đúng không? Ok. Giờ tiếp tục chúng ta xem thử Ok và họ khẳng định luôn đây đấy là stateless component của chúng ta sẽ không có stay để nhờ không có stay thì sẽ không có hành động Ok nghĩa là bạn sẽ không thể nào mà thực hiện cái câu lệnh đó là git chấm stay ở bên trong đấy được nhỉ Ok đấy bạn thấy là rõ ràng ở đây mình không hề tạo các cái các cái uh, stay của chúng ta đúng không vừa rồi mình bắt buộc phải tạo stay ở đây và mình sẽ truyền thông qua cái thằng props được nhỉ để có thể thằng bên này nhận được mà thôi chứ không thể nào mà tạo được stay ở bên này để chứ nhỉ đấy rồi ok và nó cũng sẽ không có lifecycle, tức là nó không có một cái vòng đời. vì vậy nên là bạn cũng không thể nào mà sử dụng được cái thành phần tên là component Dismount chính là một trong các cái thành phần của lifecycle để chị nhờ à, các bạn biết rằng là các framework của chúng ta thì mỗi framework nó sẽ có một cái vòng đời cho một cái component. cái vòng đời nó nhằm mục đích để làm gì? cái vòng đời đấy thì nó sẽ quản lý được cái việc là bắt đầu một component sinh ra cho đến khi một component đấy bị mất đi. Để à, đấy là tác dụng của lifecycle. Lifecycle nó sẽ chia cái các cái giai đoạn của bạn có thể hình dung đấy chính là cái vòng đời của các bạn khi mà các bạn ấy từ khi các bạn sinh ra đến lúc mà các bạn chết đi thì đấy chính là như thế. trên thằng component như thế nó có một cái lifecycle để nó quản lý. Rồi và khi mà chúng ta nói rằng là à, và khi mà nói rằng là cái việc mà trả cái React Element này này thì nếu mà chúng ta nói ấy, nếu mà chúng ta nói là uh, thằng function component cũng trả về là một element được chưa? Thằng function cũng trả về common và class component cũng trả về một function thì tất nhiên là cái việc đấy thì nó không tạo cho các bạn cái sự khác nhau như nào thì ở đây ở đây họ cũng có nói luôn này. Đấy là react element, react nhá. Các bạn nhớ các bạn nhớ là react element chứ không phải là html element được chưa nhỉ? React element là một đối tượng và nó sẽ gồm hai thuộc tính đây, nó chính là đầu tiên thuộc tính đầu tiên của bạn là tên của cái thẻ đấy là gì và cái thứ hai đó là giá trị bên trong cái thẻ đấy được chưa nhỉ? Đấy thì đây nó cũng có phân tích luôn này đó là ở dạng string prop dạng object Đấy. thì đây chính là một cái stateless component của chúng ta được nhá rồi thì khi mà cái thằng React này mà render ấy Cái component ở dạng stateless chính là cái dạng function component đấy, đấy. Thì nó chỉ cần gọi ra cái my stateless component function Chính đây này, chính là cái hàm này đấy. Nếu các bạn không biết Rồi, và pass cái prop đấy khi mà nhận được thông qua thằng parameter được thì đây ở ví dụ của mình chính là nó chỉ cần gọi ra thằng animal này và nó lấy giá trị thông qua prop này để hiển thị ra quá trình duyệt thôi được nha và chúng ta cảm thấy là công việc của nó rất là nhàn đúng không à và đến đây mà chúng ta đặt ra một câu hỏi là ô thế như vậy thì thế vậy như vậy thì giả dụ vậy thì tại sao mà chúng ta không tạo hết là cái thằng function component đi bởi sao bởi vì là chúng ta dễ viết này cái thứ hai là chúng ta chỉ cần lấy thông qua các props thôi đúng không Đấy. à thế vậy thì <laughs> chúng ta thấy cái sự khác nhau là nếu mà như thế thì liệu rằng cái thời gian thực thi của nó có nhanh hơn so với cái thằng 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 class component này không ok thế bây giờ ở đây này ở đây họ cũng đưa ra một cái so sánh đấy là uh, uh, nếu mà chúng ta đây nếu mà chúng ta tạo ra một cái instant class và chúng ta tạo ra một cái function class tức nghĩa là thằng thằng class common uh, component và thằng function component đấy thì nếu mà chúng ta render ra 10.000 element với cái năng stateless component và thằng class component thì liệu rằng là cái nào nhanh hơn đúng không? Thì ở đây chính là cái kết quả khi mà họ test đây. Thì rõ ràng là họ cũng nói luôn là rõ ràng là đây là hai cái này nó không có sự khác biệt với nhau, được chưa nhỉ? Khi mà các bạn làm việc ở cái mức độ bình thường được chưa? Còn đây là cái việc mà khi các bạn sử dụng thông qua việc kế thừa và xử lý lỗi. Tức nghĩa là nếu mà các bạn tạo ra một cái thằng class common và các bạn xử lý lỗi. Đấy, thông qua các cái kế thừa thì ở đây thì nó sẽ có sự khác biệt lớn mà thôi, nhưng ở đây thì mình không muốn tập trung quá vào cho các bạn cái việc này Các bạn chỉ hiểu là nếu mà chúng ta làm việc thông thường với cái thằng stay và thằng stay full common của chúng ta ấy, Thì cái việc mà cái việc mà thực thi ở cái thời gian mà thực thi khoảng 10.000 common của hai thằng này nó gần như là tương đương nhau Nó chỉ hơn nhau về số chấm của dây thôi nhé nên là chúng ta sẽ không quan tâm về cái việc là hai thằng này chạy nó chạy nhanh hơn là nó chạy chậm hơn đâu nhưng theo về quan điểm thì thằng kia được tạo dễ hơn đúng không thằng function common nó được tạo dễ hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thằng function common ở phần lớn được nha, ấy. ở thế vậy thì chúng ta lại đặt tiếp một câu hỏi ra là ở thế vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng class component của chúng ta ở à, trong trường hợp nào? thì ở đây của chúng ta này, họ cũng có luôn đấy là khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng staylet component, ấy. thì đây uh, style component này này, nó chỉ là một cái gọi là một cái một cái bản trình bày hay là một cái bài diễn thuyết của chúng ta đấy, đấy. Đấy, có nghĩa là một cái bản trình bày chúng ta của cái prop stay prop các bạn nhớ ở đây họ còn phải mở một prop tức nghĩa là sao tức nghĩa là chúng ta sẽ lấy giá trị của stay ở trong một cái component khác để nhận, và chúng ta truyền thông qua prop sang cho cái đối tượng mà chúng ta sử dụng trong function component này để cho nhà các bạn nhớ nhá Đấy, ở video này chúng ta cũng sử dụng rồi đây này tức nghĩa là sao cái thằng này của chúng ta nó không liên quan gì đến stay ở bên kia cả để cho nhỉ có hiểu nhỉ mà đây là nó lấy từ cái giá trị prop mà bên này dẫn được và cái giá trị prop bên này này thì nó lại được truyền từ cái thằng stay ở bên này thế nên là khi mà chạy dưới này rồi thì bọn này đã có giá trị sẵn rồi và nó chỉ cần truyền thông qua Props thôi để nhỉ, đấy. đấy là cái sự khác biệt để nhỉ, đấy và ở đây thì họ sẽ bảo là khi nào chúng ta muốn sử dụng cái thằng class common này này có nghĩa là khi nào mà chúng ta muốn sử dụng cái thằng class kiểu này, đấy, để chưa thì ở đây họ cũng có nói luôn, đấy là một class common ấy thì được sử dụng khi mà bạn cần làm việc với stay, <laughs> ok cái sự khác biệt thứ hai là chúng ta đã nói ra chúng ta được là khi nào chúng ta sử dụng cái thằng class component rồi tức nghĩa là khi nào mà chúng ta muốn tạo ra một cái state và trong state để chúng ta muốn quản lý một cái giá trị gì đấy ở trong một component thì chúng ta tạo state được chưa nhỉ? Đấy. và rất là nhiều các cái react uh, developer họ bị nhầm giữa hai cái khái niệm function component và cái class component này thế nên là cái việc mà họ quản lý state ở trong cái này họ cũng bị nhầm loạn hết cả lên thế là đây mình mong là qua cái video này các bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa hai thằng này rất là nhiều. Ok thì ở class uh, mình dịch tiết này thì nó thì nó giống như kiểu là Redux Relay RTN React state đấy, tức nghĩa là các cái phần quản lý trạng thái đấy, giống như kiểu Redux thì Redux là cái gì thì sau này chúng ta đã tìm hiểu. Đấy. Thì đây họ cũng có giải thích một chút, tức nghĩa là khi mà bạn fake một cái data nào đấy trước khi mà bạn muốn render component ra thì bạn cần phải gọi cái function có tên là fetch data. Bởi vì các bạn biết là nếu mà chúng ta làm việc React với một bên server thì thường chúng ta sẽ làm công việc là chúng ta sẽ lấy giá trị từ bên API về và chúng ta sẽ đổ dữ liệu sau đấy chúng ta mới component ra và đổ dữ liệu vào đúng không? Đấy. Thì đây chính là cái bước của họ thì họ sẽ gọi cái function đấy ra để lấy ra được dữ liệu và họ sẽ đổ nó vào trong cái cái vòng đời. Đấy. ví dụ như là đây là tuổi 20. Đấy component this này và nó sẽ đổ dữ liệu ra. Đấy. Và bạn không thể nào mà sử dụng được cái 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 function component được. Được chưa? function component. bởi vì sao function component của chúng ta chúng ta đã khẳng định là chúng ta không có stay chúng ta không có vòng đời thế vậy thì chúng ta không thể nào mà gọi ra được cái hàm nó có tên là component is mau được đây nha Đấy, ok thế đây cũng có một cái chú ý ở đây họ cũng có thể mọi người cũng có thể đọc nhưng ở đây thì cái câu mà hay nhất là mình thấy đấy là tóm gọn lại cái sự khác biệt giữa hai thằng này là gì đấy, đó là function component của chúng ta không có stay không có vòng đời không có các phương thức của vòng đời và nó dễ để viết đấy nhỉ còn class component của chúng ta thì có stay có vòng đời đấy và nó react sẽ tạo ra một cái instance class để chúng ta quản lý này nhá thế thôi Các biệt giữa hai lần đấy là như thế đấy, đấy nha rồi thế thì ở đây mình sẽ tóm gọn lại cho mọi người ở bên này ừ. mình sẽ viết vào file readme ờ. rồi và chỗ phần learn more mình sẽ bỏ đi mình sẽ bỏ thằng learn more đi và đây mình sẽ viết ở đây đấy là uh, node nha rồi Ui. và mình sẽ copy cái câu này vào đây là một trọng câu mà tóm gọn được tất cả mọi thứ ok ta sẽ xây vào rồi à, ở đây thì mình sẽ có một cái link nữa sẽ có một cái link à, link detail ok rồi và mình sẽ copy vào Đấy, Để cho các bạn có thể là đọc và tìm hiểu sâu hơn nếu các bạn thích Ok Và mình cắt cho nét lại Đấy ok nhá Như vậy là chốt lại của chúng ta là như vậy Trong video này chúng ta đã tìm hiểu được cái sự khác biệt giữa thằng uh, Stayless component và stateful component rồi và cách gọi còn lại là nó là class component và function component để cho nhỉ. Rồi thì ở trong video sau của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đó là chúng ta sẽ truyền cái phương thức của chúng ta qua lại giữa các component này như nào được nhá. À, tại sao lại thế bởi vì từ nãy giờ của chúng ta chúng ta từ đầu giờ ấy có nghĩa là chúng ta mới chỉ tìm hiểu việc là chúng ta truyền qua lại các cái data của chúng ta thôi. Còn bây giờ là chúng ta truyền phương thức cơ. Thế là nó mới pro nhá. Tại video sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Ok.